Em nhận file băng lani bơm cho cút bơm cho anh em nha. Đây, cái này cái bơm của máy ép cọc to lắm anh em ơi. Anh em nào có nhu cầu làm băng, vào băng hay làm một ống băng mới, thằng anh được phục vụ nha. Để em khai băng cho anh em. Anh em nào có nhu cầu làm băng lani, thằng anh được phục vụ nha. Ở đây em làm mới. Anh em nào có nhu cầu chu tôi, em đây có chu tôi luôn nha. Ở đây em có chu điện cho anh em luôn. Nếu anh em có yêu cầu, không yêu cầu thì em không làm. Cái bơm này của bơm này rất to. Này của máy ép cọc, ép cọc bê tông. Này không luôn. Đóng này vô đây, quá sâu quay không được rồi. Anh em nào có nhu cầu làm băng lani, bào băng, phục hồi băng, làm băng mới luôn. Cái ống băng này ở đây anh em có yêu cầu mà chu tôi, chu điện á, ở đây em đều có nha. Anh em nào có yêu cầu là em sẽ làm luôn, em sẽ chu cho anh em luôn, còn không thì thôi. Có những anh em người ta sợ chui cứng quá chạy nó sẽ bị bể. Ai có nhu cầu thì em sẽ chui, không có nhu cầu thì thôi em không chui. Đây là băng của bơm Hoàng Mai 0907 790079 nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thằng anh được phục vụ nha. Rất nhẹ cho anh em luôn, sử dụng. Anh em gần xa có nhu cầu làm băng hay là phục hồi băng đều có nha. Ở đây là em làm file băng cho anh em là đều có qua chu tôi điện hết, để đảm bảo độ bền cho băng. Nếu như anh em có yêu cầu nha. Anh em không có yêu cầu chui thì em không chui. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai 0907 790079.